Hi there! Welcome back to our channel. Our lesson today is a closer look to Unit 10 Robots. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần A Closer Look To, bài 12 chủ đề những người máy, alright, hay là những con robot. Okay, now are you ready? Let's get started. Và trong bài học hôm nay của chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần ngữ pháp, okay? Và ngữ pháp của bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là gì? Dạng tính từ so sánh nhất. Superlative adjective. Ok, tính từ so sánh nhất. Và trong bài học của chúng ta chỉ tập trung về phần short adjective, những tính từ ngắn. Ok. Remember, we use superlative adjectives to compare three or more people or things. Các bạn hãy nhớ là chúng ta sử dụng dạng tính từ so sánh nhất để so sánh hai hay là nhiều cái sự vật hay là nhiều người. Alright. Tức là ít nhất là phải có ba người hay là ba sự việc. Alright. Examples. Ví dụ, Tom is the tallest in his class. Tom là bạn là người cao nhất trong lớp của cậu ấy. Ok. Bạn Tom là người cao nhất trong lớp. Tom is the tallest in his class. Ok. This is the biggest of the three bags. Okay, this is the biggest of the three bags. Đây là cái túi bự nhất trong ba cái túi. Okay, như vậy là ít nhất là phải ba thứ hay là ít nhất là phải ba người khi chúng ta sử dụng tính từ so sánh nhất. Okay, very good. Và các bạn để ý. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ xem nè. Như vậy, cấu trúc của tính từ so sánh nhất đó là gì? À, trong dạng tính từ so sánh nhất, chúng ta sẽ chia ra làm hai dạng, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Ok, bài học hôm nay của chúng ta thì chỉ tập trung vào tính từ ngắn. Ok, tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, tính từ dài là tính từ có hai âm tiết trở lên, hai ba âm tiết trở lên. Ok. Và cấu trúc của tính từ ngắn là gì? Short activities. Đó là gì? Chủ ngữ cộng với động từ cộng với verb cộng với tính từ cộng với cái đuôi est. Đó là tính từ ngắn. Đối với tính từ có một âm tiết. Sẵn đây thì mình nói luôn tính từ dài. Như vậy, đối với những tính từ có hai âm tiết thì sao? Đối với những tính từ có hai ba âm tiết trở lên thì sao? Thì cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ cộng động từ cộng với the most cộng với tính từ. Ok. Nhưng mà các bạn lưu ý là bài học hôm nay của chúng ta chỉ tập trung vào tính từ ngắn, tức là những tính từ có một âm tiết nha. Sẵn thì mình nói luôn phần tính từ dài. Alright. Rồi, trong tiếng Anh thì luôn luôn có ngoại lệ. Always have exception. Luôn luôn có trường hợp ngoại lệ. Ok. Và các bạn lưu ý. Four adjectives have one syllable ending with consonant, vowel, consonant. Remember to double the last consonant before we add est. Ok. Và các bạn hãy lưu ý, đối với những tính từ có một âm tiết, hay gọi là những tính từ ngắn, những tính từ có một âm tiết mà nó có dạng là phụ âm, nguyên âm, phụ âm thì các bạn phải làm cái gì? Chúng ta phải nhân đôi phụ âm cuối cùng trước khi chúng ta thêm cái đuôi est. Các bạn nhớ nhé, tương tự như là trong so sánh hơn. Alright. Example, ví dụ ta có từ hot khi dạng so sánh nhất sẽ là hottest. Đó. Cái âm t này chúng ta phải nhân đôi. Alright. Hay là big ở dạng so sánh nhất sẽ là the biggest. Alright. Hay là gì? Fat, the fattest, or thin, the thinnest. Alright. Đây là những tính từ nó có dạng phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Thì các bạn hãy lưu ý là nhân đôi phụ âm cuối cùng trước khi chúng ta thêm cái đuôi est. Alright. Now the second one. Và lưu ý thứ hai đó là gì? For adjective have one syllable ending with the letter a. We only add st in superlative adjective. Okay. For adjective have one syllable ending with letter e, we just add st in superlative adjective. Đối với những tính từ có một âm tiết mà tận cùng của nó là e rồi thì chúng ta chỉ việc thêm chữ st khi nó ở dạng so sánh nhất. Ok, example, ví dụ nice thì sẽ là nice, nice thì sẽ là nice.
Alright, strand sẽ là strangest. Alright, fine sẽ là finest. Alright, rare sẽ là rarest. Or large sẽ là the largest. Alright, đó là lưu ý thứ hai nha. And the third one, lưu ý thứ ba. For adjective had two syllable ending with the letter Y. Remember, change the letter Y into letter I before we ask EST. Như vậy, đối với những tính từ có hai âm tiết mà nó tặng cùng bạn bằng chữ Y dài, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ đổi chữ Y dài thành chữ Y ngắn trước khi chúng ta thêm cái đuôi EST. EST. Alright. Example, happy thì sẽ là happiest. Funny sẽ là funniest. Busy sẽ là busiest. Crazy sẽ là craziest. Alright. Easy sẽ là the easiest. Right? Nhớ nha. And other exception. Bây giờ chúng ta sẽ có trường hợp ngoài lệ còn lại, đó là gì? Ta có cái tính từ good khi ở dạng so sánh nhất, nó sẽ là the best, tốt nhất. Bad, tồi tệ, khi dạng so sánh nhất nó sẽ là the worst. Ok, tồi tệ nhất. Hay ta có tính từ much or many, ở dạng so sánh nhất nó sẽ là the most. Ok, hay little thì sẽ là the least. Far thì sẽ là farthest hoặc là furthest. Ok, các bạn nhớ nha. Alright, very good. Và chúng ta sẽ có một số cái tính từ như là nó có cái đuôi là er, le, or, ow, những tính từ mà nó có cái đuôi là er hay là chữ le hay là chữ or hay là ow, như là ví dụ như là clever sẽ là cleverest, simple sẽ là simplest, gentle thì sẽ là gentlest, purple sẽ là purplest, narrow thì sẽ là the narrowest. Đó là những cái tính từ nó đặc biệt. Mặc dù nó là tính từ có hai âm tiết, tính từ dài, nhưng mà mình sẽ là thêm cái đuôi est nhé. Đây là một số trường hợp ngoài lệ thì các bạn lưu ý nhớ nha. Ok, very good. Đó, cái phần lúc nãy á là cái phần hơi nâng cao một tí xíu, ok. Nhưng mà bài của chúng ta rất là đơn giản, chỉ tập trung về những tính từ ngắn. Những tính từ ngắn thì cấu trúc của nó đơn giản, chỉ là chủ ngữ cộng động từ cộng với lại tính từ adjective và cộng cái đuôi est. Đó là ở dạng so sánh nhất nhé. Đây, chủ ngữ cộng với động từ cộng với the cộng với tính từ và thêm cái đuôi est. Ok, chủ ngữ động từ cộng với the, tính từ cộng với đuôi est. Bài học của chúng ta thì chỉ đơn giản vậy thôi. Còn các bạn muốn nâng cao thì mình sẽ nhớ thêm. Ok. Alright, very good. 1. Write the superlative form of the adjectives in the table below. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập nhé. Activity 1. Write the superlative form of the adjectives in the table below. Bây giờ chúng ta sẽ viết dạng so sánh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ viết dạng so sánh nhất của những tính từ bên dưới. Alright. Fast. Ở dạng so sánh nhất sẽ là fattest. Fattest. Ok. Khi ở dạng so sánh nhất thì tính từ chúng ta chỉ việc thêm cái đuôi est. Alright. Tall. Tallest. Alright. Thêm cái đuôi est. Alright. Tall. Tallest. Noisy. Noisiest. Right, noisy, noisiest. Nice, nicest. Okay, nicest. Hot, hottest, hottest. Right, light, lightest. Okay, lightest. Quiet, quietest. Okay, quietest. Heavy, heaviest, heaviest. Okay, large. Largest, largest,
Alright. Đây có nghĩa là gì? Nhanh, cao, tính từ fast. Nhanh, tall, cao, noisy, ồn ào, nice, đẹp, hot, nóng, light, nhẹ, quiet, yên tĩnh, heavy, nặng, large, rộng, alright. Đây, thêm cái đuôi EST, có nghĩa là nhắc, alright. Nhanh nhắc nè, cao nhắc, ồn ào nhắc, đẹp nhắc, nóng nhắc, nhẹ nhắc, yên yên bình nhắc, hay là nặng nhắc, hay là lớn nhắc, alright. Very good. 2. Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets. One is an example. Activity 2. Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets. One is an example. Trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau với dạng tính từ so sánh nhất. Ok, chúng ta sẽ làm như phần ví dụ nha. Here we have Bon Bon can move 10 tons. It's the strongest of all. Ở đây gì? Bon Bon có thể di chuyển 10 tấn. Nó là một trong những cái con robot mạnh nhất. Ok, thì ở đây sẽ là có cấu trúc là chủ ngữ, động từ to be, the, tính từ và thêm cái đuôi est. Alright. Chúng ta làm tương tự nha. Number 2. This robot can understand all of what we say. Is there in the robot's soul? Cái con robot này thì có thể hiểu tất cả những gì chúng ta nói. Như vậy nó là con robot thông minh nhất trong cái hội chợ robot, trong cái chương trình hội chợ robot. Alright. Trong cái chương trình hội chợ người máy, alright. Như vậy ở đây ta có chủ ngữ động từ, như vậy ở dạng tính từ so sánh nhất sẽ là the, sau đó sẽ là tính từ smart và cái đuôi est sẽ là smartest, alright. Is the smartest in the robot show. Ok, number 3. He is the, in our class. He is about 1.8 meter tall. Cậu ấy là người gì trong cả lớp? Cậu ấy cao 1m8. Ở đây người ta cho mình tính từ tall. Cậu ấy cao nhất trong lớp đúng không? Như vậy chủ ngữ nè, he, động từ to be. Tiếp theo là the, tính từ là tall và thêm cái đuôi est, right? Tallest. He is the tallest in our class. He is about 1.8 meter tall. Cậu ấy cao nhất lớp. Cậu ấy cao 1m8. Number 4. This is the, of all home robots, we can put it in our bag. Ở đây người ta cho mình tính từ small. Như vậy đây là con robot nhỏ nhất trong tất cả những con robot giúp việc, trong tất cả những người máy giúp việc. Chúng ta có thể bỏ nó vào trong túi. Như vậy ở đây ở dạng tính từ so sánh nhất sẽ là gì? Cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ, động từ to be, the, cộng với lại tính từ, thêm cái đuôi est, right? Như vậy ở đây sẽ là smallest, smallest. This is the smallest of all. This is the smallest of all home robots. We can put it in our bag. Đây là con robot, đây là con robot nhỏ nhất trong số những con robot giúp việc nhà. Chúng ta có thể bỏ nó vào túi. Alright. Number 5. This robot is only $200. It's the, in our shop. Đây là con robot chỉ có $200. Nó là con rẻ nhất trong cửa hàng. Ok. Như vậy đây là ta có từ tính từ cheap. Thì ở đây sẽ là cheapest. Cheapest. Ok. It's the cheapest in our shop. Đây là con robot chỉ có giá $200. Nó là con rẻ nhất trong cửa hàng của chúng ta. Ok. Cấu trúc của nó chỉ là the cộng tính từ thêm cái đuôi est. Ok. The. Các bạn hãy lưu ý nha. Có the nha. Ở dạng tính từ so sánh nhất. Luôn luôn có. Ở dạng tính từ so sánh nhất.
đối với tính từ ngắn, có nghĩa là tính từ có một âm tiết á, luôn luôn có the, ok, the tính từ và cộng cái đuôi est, ok, the tính từ cộng cái đuôi est, 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 nhớ nhé. Alright, any new word here? Các bạn lưu ý ở đây ta có em là viết tắt của gì? Meter, meter là mét nha, cao 1m8. Alright, các bạn có thể đọc là meter hoặc là meter. Ok, meter. Alright, very good. Now let's move. 3. Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets. Activity 3. Complete the following sentences with the comparative and superlative form of the adjectives in brackets. Trong phần hoạt động số 3, chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau với dạng tính từ so sánh hơn hoặc là tính từ so sánh nhất. Ok. Now, let's do it together. Các bạn có nhớ công thức tính từ so sánh hơn không? Chủ ngữ, đúng không? Đối với tính từ ngắn thì là chủ ngữ cộng rồi từ to be cộng với tính từ cộng thêm cái đuôi er cộng với van. Ok, còn dạng so sánh nhất đối với tính từ ngắn bằng đó là gì? Chủ ngữ cộng động từ cộng với the cộng với tính từ và cộng thêm cái đuôi est. Ok, now number one, my brother's room is than mine. Trong câu mà có than như vậy nó chắc chắn là ở dạng so sánh hơn, comparative adjectives. Alright, như vậy cấu trúc của tính từ so sánh hơn sẽ là gì? Ta có từ tidy, tidy là tính từ có hai âm tiết, đúng không? Nhưng mà nó những tính từ có hai âm tiết mà tặng cùng bằng y dài thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn, thêm cái đuôi er đối với dạng so sánh hơn và thêm cái đuôi est đối với cái dạng cái đuôi đối với tính từ so sánh nhất. Ok, như vậy tidy ở đây là câu so sánh hơn là chắc chắn rồi này, tại vì nó có than. Như vậy ở đây sẽ là tidier. Right, my brother's room is tidier than mine. Phòng của anh trai tôi thì sạch hơn là phòng của tôi. Alright, my ở đây chính là my room. Alright, number two, the number two, the desert of all is the Sahara and is in Africa. Ok, câu này sẽ là câu so sánh nhất, đúng không? Sa mạc, cái sa mạc nóng nhất ở đây là of all này. Ừ, như vậy câu này ở dạng so sánh nhất này, cái sa mạc nóng nhất đó là Sahara, nó thì ở châu Phi. Như vậy ở dạng tính từ so sánh nhất sẽ là the cộng với tính từ cộng thêm cái đuôi est. Như vậy ở đây sẽ là the hottest, the hottest, the hottest desert of all is the Sahara and is in Africa. Ok, cái sa mạc nóng nhất đó là Sahara và nó là ở châu Phi. Number three, traveling by plane is than going by car. Trong câu mà có van là chắc chắn nó là so sánh hơn. Ok, ở dạng so sánh hơn thì sẽ là gì? Tính từ thêm cái đuôi er và than, right? Traveling by plane is farther than going by car, right? Traveling by plane is farther than going by car. Di chuyển bằng máy bay thì nhanh hơn là đi bằng ô tô. Ok, chính xác, exactly. Alright, number four, who is the in your family? Trong câu mà có the thì chắc chắn nó là dạng so sánh nhất. Alright, trong câu mà có the chắc chắn nó là dạng so sánh nhất. Như vậy ở đây tall sẽ là tallest. Ok, ở dạng so sánh nhất thì sẽ là tallest, the tallest, the cộng với tính từ cộng có đuôi est. Ok, ai là người cao nhất trong gia đình của bạn? Who is the tallest in your family? Ai là người cao nhất trong gia đình của bạn? Alright. Number five, I think dogs are than cats.
trong câu mà có than, như vậy câu đó chắc chắn là ở dạng so sánh hơn. Ở đấy ta có từ smart ở dạng so sánh hơn sẽ thêm cái đuôi er đúng không? Như vậy là I think dogs are smarter than cats. Tôi nghĩ là con chó thì thông minh hơn con mèo. Alright. Okay, very easy, right? Các bạn lưu ý nè, ở dạng so sánh hơn thì sẽ là gì? Tính từ cộng đuôi er cộng với than. Đó là dạng tính từ ngắn. Okay. Tính từ dài sẽ là more cộng với tính từ cộng với than. Alright. Còn đối với dạng so sánh nhất luôn luôn có the. Tính từ ngắn thì sẽ là tính từ the, tính từ cộng cái đuôi est. Còn tính từ dài thì sẽ là the more. Sau đó là cộng với tính từ. Ok, very easy, right? Cứ nhớ có the là tính từ so sánh nhất. Có than thì sẽ là so sánh hơn. Alright, very good. Now let's move. 4. Work in pairs. Look at the information of the three robots, M10, H9, and A3, and talk about each of them using superlative adjectives. Activity 4. Work in pairs. Look at the information of the three robots, M10, H9, and A3, and talk about each of them using superlative adjectives. Trong phần hoạt động số 4 thì chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ nhìn vào thông tin về ba con robot. Chúng ta sẽ nhìn bảng thông tin về ba con robot. Đó là con MH, đó là con M10, H9 và con A3. Ok, chúng ta sẽ nói về chúng nhé. Và chúng ta lưu ý là sẽ sử dụng dạng tính từ so sánh nhất. Ở đây ta có gì? Age là tuổi. Ok, weight là gì? Trọng lượng. Height là chiều cao. Price là giá cả, giá mua giá bán. Alright. Thì ở đây ta có cái bảng số liệu ở đây. Ở đây về tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ nào để so sánh nhỉ? Young. Ok, trẻ hoặc là ít tuổi nhất hoặc là nhiều tuổi nhất đó là young. Alright. Nói về trọng lượng thì chúng ta sử dụng tính từ gì? Light là nhẹ hay là heavy là nặng. Alright. Còn về chiều cao, chiều cao thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ tall, cao, hoặc là thấp thì sẽ là short. Ok, về giá cả thì ta có tính từ gì? Expensive hoặc là cheap, mắc hoặc là rẻ. Ok, và các bạn lưu ý là kg là viết tắt của gì? Kilometer. Kg là viết tắt của kilogram. Kilogram. Ok, kg là viết tắt của kilogram là kilogram. Ok, cm, centimeter, centimeter, centimet. Ok, centimeter. Ok, kilogram, centimeter. Ok, ở đây người ta cho mình cái ví dụ này. A3 is the tallest of the three robots. A3 is the tallest. Chúng ta nhìn vào cái cột chiều cao. Ok, chúng ta nhìn vào cái cột chiều cao, chúng ta thấy là con M10 thì là 80 cm, con H9 thì là 120 cm, con A3 là 150 cm. Vậy con nào cao nhất? Con A3. Ok, như vậy thì mình sẽ viết A3 is the tallest of the three robots. Con A3 là con cao nhất so với ba trong ba con robot. Ok, con A3 là con cao nhất trong ba con robot. Alright. M10 is the youngest of the three robots. Và chúng ta nhìn vào độ tuổi ta thấy gì đây? Con M10 thì là 5 tuổi, con H9 thì 7 tuổi, con A3 thì 10 tuổi. Như vậy con nào trẻ nhất? M10, đúng không? Như vậy mình sẽ nói như sao? M10 is the youngest of the three robots. Con M10 là con trẻ nhất. Ok, chúng ta có thể viết như sau. Bây giờ chúng ta xét về độ tuổi trước nha. Về độ tuổi, ok. Về độ tuổi trước thì chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta có gì? M10 thì 5 tuổi, H9 thì 7 tuổi, A3 thì 10 tuổi. Thì mình có thể viết là M10 is the youngest of the three robots. Con M10 là con gì? Con trẻ nhất trong ba con robot. Hoặc là mình có thể nói con A3 là con già nhất. Ok, như vậy mình có thể ghi làm sao nhỉ?
A3 is the oldest of the three robots. Ok, mình có thể nói là A3 is the oldest of the three robots. Con A3 là con già nhất trong ba con robot. Ok, lớn tuổi nhất trong ba con robot. Ok, now weight. Bây giờ chúng ta xét về trọng lượng. Trọng lượng ở đây, chúng ta thấy con M10 thì 20 kg, con H9 thì 45 kg, con A3 là 50 kg. Như vậy con nào nhỉ? Con nào nặng nhất nè? A3. Ok, A3, như vậy ở đây mình sẽ ghi làm sao? A3 is heaviest of the three robots. Ok, con A3 là con nặng nhất. A3 is the heaviest of the three robots. Ok, như vậy con nào là con nhẹ nhất? Con M10. Như vậy mình sẽ ghi làm sao? Ok, mình sẽ ghi là M10 is the lightest. M10 is the lightest of the three robots. Con M10 là con nhẹ nhất trong ba con robot. Alright. Rồi tiếp theo là height, chiều cao. Chiều cao thì ta thấy ở đây con M10 là 80 cm, con H9 là 120 cm, con A3 là 150 cm. Như vậy con nào cao nhất? Con A3. Right. A3. A3 is the tallest of the three robots. A3 is the tallest of the three robots. Ok, như vậy con A3 là con cao nhất trong ba con robot. Vậy con nào thấp nhất? M10. Như vậy mình sẽ ghi làm sao? M10 is the shortest of the three robots. Ok, M10 is the shortest of the three robots. Con M10 là con ngắn nhất, thấp nhất so với ba con robot. Ok. How about the price? Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh về giá. Giá thì con M10 là 1.800 đô, con H9 là 1.000 đô, con A3 là 1.500 đô. Như vậy con nào rẻ nhất? H9. Ok, H9 là con rẻ nhất thì mình sẽ có tính từ cheap, thì sẽ là the cheapest. H9 is the cheapest of the three robots. Ok. Ok, H9 is the cheapest of the three robots. Con H9 là con rẻ nhất trong ba con robot. Vậy con nào là đắt nhất? Con M10. Như vậy là nó 1.800, như vậy nó mắc nhất thì mình sẽ nói như sao? Ta có tính từ expensive. Tính từ expensive là tính từ nhiều vần. Tính từ expensive là tính từ có nhiều âm tiết. Expensive là tính từ có 3 âm tiết, như vậy nó là tính từ dài thì chúng ta sẽ không thêm cái đuôi est mà sẽ là the most expensive. Ok, so we can write here M10 is the most expensive of the three robots. Ok, M10 is the most expensive of the three robots. Con M10 là con đắt nhất trong ba con robot. Ok, very easy, right? Ok, very good. Now, let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo.
5. Game find someone who. Work in pairs, ask your partner to find in your class someone who is. Okay, the love activity. Phần 5, phần cuối của chúng ta đó là game. Chúng ta sẽ chơi trò chơi. Find someone who. Tìm một ai đó, người mà. Work in pairs, tức là chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Ask your partner to find in your class someone who is. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi một người bạn và tìm ra trong lớp của mình người đó là ai. Alright, mình sẽ hỏi sao? Who is the tallest in your class? Ai là người cao nhất trong lớp của bạn? Who is the tallest? Okay, thì mình sẽ nói sao? Nam is the tallest in my class. Alright, mình sẽ sử dụng câu hỏi Who is the tallest in your class? Mình sẽ sử dụng câu hỏi là gì? Who is the tallest in your class? Ai là người cao nhất trong lớp của bạn? Thì bạn B sẽ trả lời sao? Nam is the tallest in my class. Nam là người cao nhất trong lớp của mình. Ok, chúng ta sẽ làm tương tự và sẽ sử dụng cấu trúc là gì? Ok, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc đó là gì? Who is the? Sau đó là những tính từ who is. Who is the oldest in your class? Ai là người lớn tuổi nhất trong lớp của bạn? Thì mình sẽ nói như sao? Một cái tên riêng nào đó. Me is the oldest in my class. Bạn Me là bạn lớn tuổi nhất trong lớp của mình. Hay là who is the smartest in your class? Ai là người thông minh nhất trong lớp của bạn? Thì mình sẽ nói như sao? Bạn nào đó. Ok, An is the smartest in my class. Bạn An là bạn thông minh nhất trong lớp của mình. Ok, chúng ta sẽ làm tương tự với lại shortest, biggest or smallest. Ai là người thấp nhất, hay là ai là người bự nhất, hay là ai là người nhỏ nhất trong lớp của bạn. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này nhé. Alright, để tìm ra người đó là ai trong lớp của bạn. Alright. Okay, very good. We stop here. Okay, we stop here now. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.